Hân hạnh chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã tới với buổi quay số may mắn lần thứ 6 của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ dành tặng cho các khách hàng đã mua và kích hoạt bảo hành sản phẩm từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Aerosmith. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chỉ còn 2 buổi quay số may mắn nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại chương trình quà tặng chuẩn Mỹ. Và đây là chương trình quà tặng do công ty Aerosmith Việt Nam tổ chức từ ngày 12 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2017. Với tổng giá trị quà tặng lên tới 2,7 tỷ đồng, cùng với đó là rất nhiều những ưu đãi nhân đôi dành cho tất cả các khách hàng. Ngoài việc nhận ngay được một bộ cốc thủy tinh cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, thì khi mua hàng, khách hàng còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng rộng giá trị thông qua chương trình quay số may mắn được chúng tôi tổ chức 2 tuần một lần. Trước khi bước vào buổi quay số may mắn ngày hôm nay, với rất là nhiều phần hết sức là hồi hộp, thì hãy cùng với chúng tôi điểm lại những giải thưởng vô cùng giá trị của chương trình. Giải nhất của chương trình là một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng. Giải nhì là một máy lọc không khí Aerosmith cao cấp trị giá 18 triệu 600 ngàn đồng. Giải ba là một chiếc iPad 2017 32GB Wi-Fi 4G trị giá 13 triệu 500 ngàn đồng. Thực lệ thì đồng hành cùng với Aerosmith ngày hôm nay không thể thiếu những vị khách mời đặc biệt sẽ giúp chúng tôi tìm ra chủ nhân của những giải thưởng vô cùng giá trị. Người đầu tiên cho phép tôi được trân trọng giới thiệu anh Mạc Quốc Nhật, đại diện phòng kinh doanh, kênh bán hàng truyền thống của Aerosmith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu chị Bùi Dinh, đại diện phòng kinh doanh, phụ trách kênh siêu thị của Aerosmith Việt Nam. Xin được hân hạnh giới thiệu chị Lâm Bích Ngân, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phú Tiến, nhà phân phối sản phẩm Aerosmith tại Việt Nam. Và cuối cùng, xin được hân hạnh giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt đến từ đại lý phân phối của Aerosmith, đồng thời cũng là những khách hàng đang tin tưởng và sử dụng các sản phẩm máy lọc nước của Aerosmith Việt Nam. Và khác với mọi lần thì tôi sẽ không giới thiệu hai vị khách mời này, mà thay vào đó chúng ta hãy cùng nhau dành một ít phút để trò chuyện với hai cô chú. Cháu xin được phép mời cô lên trước, xin mời cô bước lên phía trên sân khấu này để chúng ta cùng nhau trò chuyện với cả khán giả đang theo dõi chương trình quay số may mắn của Aerosmith. Vâng, xin chào cô. Đầu tiên thì cảm ơn cô đã đến với buổi quay số may mắn của Aerosmith ngày hôm nay. Và thì cô có thể chia sẻ với các khán giả đang theo dõi livestream về bản thân cô cũng như là tại sao cô lại tin dùng và lựa chọn các sản phẩm của Aerosmith được không ạ? Tôi xin giới thiệu luôn, tôi là Cụ Thị Bích Dung, 57 tuổi, tôi bán tại cửa hàng cửa Dung 33C Cát Linh. Tôi muốn chia sẻ với tất cả khách hàng là bản thân tôi đã dùng cái sản phẩm này rồi, cho nên là tôi rất thấy nó có nhiều cái ưu việt và tôi đã quảng cáo bán cho nhân dân. Cái đầu tiên là hàng xóm láng giềng thì tôi đã dùng rất nhiều cái sản phẩm này. Về tất cả mọi cái tôi thấy đều rất tốt, tinh khiết và có được an toàn. Vâng, và bên cạnh sản phẩm mà cô đã mang về với người dân ở quanh khu phố của mình thì ngày hôm nay thì chỉ ít phút nữa thôi thì cô sẽ còn làm thêm một cái nhiệm vụ quan trọng hơn nữa, đấy là mình bấm nút may mắn để có thể tìm ra khách hàng nhận được những cái giải thưởng vô cùng giá trị ngày hôm nay. Vậy thì tới với buổi quay số may mắn thì lúc này cảm xúc của cô như nào khi mà mình chuẩn bị làm cái công việc cũng mang tới lại những cái niềm vui cho mọi người như vậy ạ? Tôi thấy đấy là công ty rất là quan tâm đến từ cả khách hàng của tôi bán cho. Đấy, rất là cảm ơn công ty đã quan tâm đến những khách hàng để đến với công ty có những cái buổi quay số như này. Quay số may mắn. Vâng ạ, xin cảm ơn cô ạ. Và một lần nữa cảm ơn cô đã tới với buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô quay trở về vị trí chỗ ngồi và hãy sẵn sàng để mình bắt đầu những cái vòng quay trong ít phút sắp tới ạ. Xin mời cô. Cảm ơn công ty, cảm ơn MC. Vâng, sau đây thì cháu xin mời chú ạ, xin mời chú lên sân khấu để mình trao đổi với các khán giả một chút ạ, trước khi mà mình bắt đầu quay số may mắn. Khuôn hình thế nào? Dạ vâng, cháu mời chú. Đầu tiên thì chú có thể giới thiệu về mình với các khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta, cũng như là chia sẻ về ý kiến cũng như là quan điểm của chú về các sản phẩm của Aerosmith, cũng như là cảm xúc của chú khi mà tới với chương trình ngày hôm nay được không ạ? Vâng. Thưa khán giả, tôi tên là Nguyễn Xuân Hoàn, nhà cung ứng thiết bị vệ sinh. Và cung ứng thiết bị vệ sinh thì nó rất là nhiều thứ, nhưng mà trong đó thì có cả những cái máy lọc nước. Đấy, thì trong cái quá trình cung ứng này thì chúng tôi sử dụng là công ty Đức Minh ở chỗ An Trạch. Thế thì trước tiên mà nói thì muốn cho cái sản phẩm tốt thì tôi phải dùng thử đã.
tôi dùng thử, tôi về nhà tôi dùng và tôi thấy rằng là nó rất là ưu việt, bởi vì trong cái thời đại mà môi trường này thì rất là nhiều thứ tạp chất này nọ, nhưng mà chúng tôi đã dùng và tôi thấy nó rất ưu việt, và tôi cũng như anh em ở trong công ty tức là khích lệ lên để quảng bá, để bán cái sản phẩm này cho được nhiều. Thế thì hôm nay thì cũng vinh dự được đến đây để dự cái buổi quay số, nhất là tham gia trong cái chương trình quà tặng của máy lọc nước. Thì tôi cũng nghĩ rằng là cái này phải nhân lên thật nhiều và bán được thật nhiều và sử dụng thật thật là đa dạng để cho mọi người sử dụng nước ta. Bây giờ cái này nó phát triển cần nhiều. Đấy, tôi xin cảm ơn công ty và xin chúc mọi người là vừa quảng bá, vừa luôn luôn phát triển và nhiều cái hình thức khác để tiêu thụ được cái máy lọc nước có chuẩn Mỹ mà công nghệ cao. Đấy, xin cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn chú ạ. Dùng các sản phẩm của L. Smith và cũng như là tới với chương trình của chúng ta ngày hôm nay để mang tới nhiều niềm vui hơn cho các khách hàng. Xin mời chú trở về vị trí của mình và chúng ta sẽ bắt đầu những vòng quay số may mắn ngay bây giờ ạ. Và ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần quay số may mắn đầu tiên. Ở lượt quay đầu tiên thì tôi xin được trân trọng kính mời chị Lâm Bích Ngân sẽ quay số may mắn để tìm ra khách hàng nhận được giải ba của chương trình. Đó là máy tính bảng iPad 2017 trị giá 13.500.000 đồng. Xin mời chị. Vâng, xin được chúc mừng chị Hồng tới từ Hải Dương với mã số khách hàng của chị là ZFBU1607290046. Và xin chúc mừng chị đã trở thành chủ nhân đầu tiên của chương trình, nhận được giải ba với phần thưởng là một chiếc iPad 2017 trị giá 13.500.000 đồng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những vòng quay tiếp theo để tìm ra chủ nhân của giải thưởng. Đó là một chiếc máy lọc không khí Aerosmith trị giá 18.600.000 đồng. Và để tìm ra chủ nhân của giải thưởng này thì ở lượt quay tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời cô Dung sẽ là người bấm nút để giúp chúng ta tìm ra khách hàng may mắn. Xin mời cô. Và khách hàng tiếp theo nhận được giải thưởng của Aerosmith là một chiếc máy lọc không khí Aerosmith trị giá 18.600.000 đồng. Đó chính là chị Tuấn đến từ Hà Nội với mã số khách hàng của chị là ZFBX16111117027. Xin được chúc mừng chị đã nhận được giải thưởng của Aerosmith trong phần quay số may mắn ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vậy là chỉ còn một lượt quay số may mắn nữa thôi để chúng ta tìm ra khách hàng may mắn nhất của buổi quay số may mắn ngày hôm nay, nhận được giải thưởng là một chiếc điện thoại iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25.000.000 đồng. Và tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa, đó là các phần quay số may mắn của chúng tôi sẽ không còn nhiều nữa đâu. Vì vậy ngay bây giờ, để tham gia chương trình, khách hàng cần kích hoạt chương trình khuyến mại trong thời gian từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 ngay sau khi lắp đặt sản phẩm. Và rất đơn giản, chỉ cần các bạn nhấc máy và gọi điện tới số điện thoại, và số điện thoại này là các bạn sẽ không bị tính phí khi mà chúng ta gọi điện, đó là 1800 1228, để đăng ký tham gia chương trình. Kết quả của chương trình sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên website aosmith.com.vn và trên fanpage Aerosmith Việt Nam. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Aerosmith Việt Nam cũng sẽ gọi điện cho tới các khách hàng trúng thưởng để chúng tôi có thể công bố và thông báo về kết quả của chương trình. Và ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước vào phần quay số may mắn quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chú Hoàn sẽ giúp chúng tôi tìm ra khách hàng may mắn nhận được giải thưởng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, cũng là giải thưởng giá trị nhất. Xin mời chú ạ. Xin chúc mừng chị Việt tới từ Hà Nội đã trở thành khách hàng may mắn nhất của ngày hôm nay khi nhận được giải thưởng là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25.000.000 đồng. Và mã số khách hàng của chị Việt đó là ZFBV17032800003. Chị đã trở thành khách hàng may mắn nhận được giải thưởng giá trị nhất của buổi quay số may mắn ngày hôm nay, đó là một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25.000.000 đồng. Vâng, và cũng xin được một lần nữa chúc mừng ba vị khách hàng may mắn đã nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị trong buổi quay số may mắn ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để chắc chắn rằng là những giải thưởng này sẽ được tới tay quý vị thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành một phần hết sức là quan trọng,
đó là xác nhận. Xin mời thư ký. Xin được một lần nữa chúc mừng 3 vị khách hàng đã may mắn nhận được những giải thưởng vô cùng giá trị của chương trình khuyến mại quà tặng chuẩn Mỹ. Giải 3 của chương trình ngày hôm nay đã thuộc về chị Hồng tới từ Hải Dương. Giải nhì của chương trình là một chiếc máy lọc không khí Aerosmith trị giá 18.600.000 đồng, đã thuộc về chị Tuấn tới từ Hà Nội. Và giải nhất của chương trình ngày hôm nay, một chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ trị giá 25 triệu đồng đã thuộc về chị Việt tới từ Hà Nội. Xin một lần nữa chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay để chúc mừng 3 vị khách hàng may mắn đã nhận được giải thưởng ngày hôm nay. Và một lần nữa cũng xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý vị khách mời cũng như là các khách hàng đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của Aerosmith trong thời gian vừa qua. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, xin mời quý vị hãy nhanh tay truy cập vào website aerosmith.com.vn hoặc gọi điện tới hotline 1800 1228. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình quay số may mắn lần sau được tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.